việc loại bỏ học sinh vào ngành sư phạm dựa trên thể hình chứ không phải trí tuệ là phản giáo dục. Người đi dạy quan trọng nhất là tri thức, kỹ năng giảng dạy, hình thức là thứ yếu. Trường sư phạm cần tuyển những người có lòng yêu nghề và tri thức. Trường sư phạm không phải nuôi tuyển người mẫu hay hoa hậu mà quy định như vậy. Trường sư phạm cần tuyển những người có tâm, yêu trẻ, thương trẻ. Có thể những người này ngoại hình không đẹp, nhưng có những chuẩn mực như vậy mới cần thiết. Do vậy, nếu cần thì nên quy định những điều này khi tuyển sư phạm. Người khuyết tật có thể trở thành thầy cô giáo, chỉ cần họ truyền tải được đạo đức và kiến thức cho người khác. Mình không hiểu tại sao lại phải cao trên 1,5m mới được làm giáo viên. Chiều cao đo được phẩm chất, đạo đức và kiến thức của người thầy hay sao? Các trường đại học được tự chủ khi đặt ra quy định về tuyển sinh, miễn sao không vi phạm nhân quyền. Giáo viên cũng là nghề rất đặc thù, cần nhân cách, đạo đức, tác phong, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoại hình cũng có những thuận lợi nhất định. Bởi vậy, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển những sinh viên tổng hợp các tiêu chí trên là công thức tốt nhất để chọn ra những người thích hợp nghề giáo. Mình thấy như vậy cũng hay mà. Đây không phải là quy định chung cho sinh viên sư phạm, mà chỉ của riêng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nếu không đủ tiêu chuẩn ở đây thì vẫn có thể thi ở trường khác mà. Qua nhiều năm làm việc trong ngành sư phạm, tôi thấy nếu ngoại hình giáo viên bé nhỏ sẽ gặp trở ngại khi dạy học vì bị lọt thỏm khi đứng trên lớp và giữa đám đông học sinh. Trong tư thế của người thầy, chiều cao là cần thiết. Tuy nhiên, nên có thêm tiêu chí cho các trường hợp đặc biệt. Ví dụ sinh viên có năng khiếu, tố chất nghệ thuật hay thông minh đặc biệt, đồng thời đam mê ngành sư phạm. Điều này giúp nhà trường không bỏ lỡ những sinh viên tài năng, còn lại những sinh viên không phù hợp với ngành sư phạm có thể vào ngành khác.